thì đó. Rồi cô cứ kiểm hết đi, cứ kiểm xong hết đi rồi con báo sớm một lần, là bị thiếu hết một cái rồi đúng không? Này là lỗi của nó chứ không phải lỗi của mình. Nếu nó giao đủ hai cái là nhỏ em chị nó lấy rồi. Dạ. Rồi thiếp bỏ vô. Vậy bây giờ tôi sẽ dùng tiệc chiêu cuối điện năng nỉ bả. Tôi điện cho các bạn nghe nha. Cả buổi sáng dầm mưa giao được 47 đơn, còn thiếu đúng một đơn nữa được thưởng. Nên tôi phải làm. Và có những người shipper thái độ cho thằng là bị sa thải luôn mấy bạn. Mọi người đang làm sao ạ? Khách nói cái kiến nhỏ quá, khách không nhận chứ. Tại cái hình đó, cái hình quảng cáo là nó bự lắm. Dạ. Con này nó tí tí. Nó 380. Nhưng mà cái gói nó nhỏ quá, chỉ sợ là nó nhầm hàng thôi. Thì đó. Rồi cô cứ kiểm hết đi, cứ kiểm xong hết đi rồi con báo sớm một lần, là bị thiếu hết một cái rồi đúng không? Ừ. Con hỏi bạn nó mua hai cái mà một cái 190, hai cái 380 mà. Thì đó, tự nhiên con cầm cho cái gói hàng con thấy sao nó mỏng tăng mà tới 380. Rồi vậy là đâu có nhận được. Thì cô cứ kiểm đi cái đó đúng đúng chưa? Nếu mà đúng thì con sẽ hỏi giá một cái bao nhiêu rồi đấy. Là cái này đúng rồi đúng không? Thiếu một cái size XL đúng không? Ừ. Rồi để em điện shop. Dở quá dở. Dải bị tưa. Tưa hết, dở tưa hết. Dạ. Thiệt. Thôi mở rồi khỏi lấy luôn. Con bướm này. Bây giờ nếu không lấy thì nó điện lại cô báo nó không lấy thôi. Yeah. Em điểm sao em giao hàng, quan trọng là shop nó bán thôi. Mà nó đã gói thiếu là lỗi của nó rồi. Mà... lỗi của nó rồi, lấy luôn. Xấu thiệt. Cái số điện thoại đặt hàng là ai giữ số 098 này nè. Là nó điện lại số này nè. 098-9683 đuôi á. Cũng không vô nữa nào, mà khi gài vô cái nó tưa hết nè. Thấy không? Ờ. Cái này nãy là nó không có gài được luôn. Gài sao mà. Thấy không? Cái đó chị nói thiệt. Chị cũng quen với chay phải không? Dạ. Này là lỗi của nó chứ không phải lỗi của mình. Nếu nó giao đủ hai cái là nhỏ em chị nó lấy rồi. Dạ. Rồi thiếp bỏ vô. Nó điện lại cái số điện thoại này nè, ai ai đang giữ á? Rồi chị giữ. Dạ, nó trả lời nó giùm nó giùm em cái. Nhỏ em chị đặt là chị giữ. Dạ. Mượn số điện thoại đặt phải không? Ừ. Nhỏ chơi chung đây nè. Được. Rồi nè. Tại lại cầm cái gói hàng lên là thấy nó mỏng tăng à. Nó không điện lại hết ta. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình là anh giao hàng may mắn đây. Sáng bữa nay trời mưa tầm tã bạn ơi. Mà bây giờ tôi đang có một cái đơn hàng này gọi là bị vô thế. Để tôi phân tích cho các bạn nghe cái thế của đơn hàng này nha. Khách này làm ở cơ quan hành chính nhưng mà để địa chỉ là nhà dân. Và bây giờ là 1 giờ 15 phút tôi điện cho khách thì khách nói khách nghỉ trưa rồi, không nhận được. Chiều đi giao lại. Mà tôi đang cần cái đơn này để đạt được 80%, sáng nay tôi đi 60 đơn. Nếu tôi giao được 48 đơn tôi sẽ được thưởng. Bây giờ tôi đang giao được 47 đơn.
những đơn còn lại giao không được và còn duy nhất đơn này vô thế ha. Vậy bây giờ tôi sẽ dùng tuyệt chiêu cuối điện năn nỉ bà, nói điện cho mấy bạn nghe nha. Đây là cuộc gọi rất quan trọng, nó sẽ đem về mười mấy ngàn tiền thưởng cho tôi nha các bạn. Nhìn người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và cùng đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của chính phủ. Tiền thưởng không có nhiêu quá, mười mấy ngàn à. Nhưng mà sáng giờ dầm mưa dãi nắng thì phải ráng lấy về cho các bạn. Dạ, tôi mặc áo mưa luôn nè. Alo, chị cho em nói này xíu. Nếu mà em đang nói mà nó tắt máy là điện thoại em hết tiền á, chị gọi lại em nha. Chị có gì không? Dạ dạ, cái đơn hàng của chị á là chị để ô 1 khu 1. Là em cứ tưởng là em đang ở đâu? Em đang ở chỗ con Châu nè. Chỗ con Châu hả? Dạ. Là chị 5 phút nữa phải không? Rồi rồi giờ để em chạy lên. Rồi. Rồi. Trung tâm chính trị phải không? Rồi rồi để em chạy lên. Khỏi cần năn nỉ nha bạn. Tôi nói bạn có nhiều cái đơn nó vô thế vậy đó. À, bây giờ tôi đang ngồi tôi chờ cái vị khách cuối cùng này lấy cái đơn nè bạn. Cái đơn này nó vô cái thế là giao được á, thì được thưởng 10% tổng tất cả những đơn, còn giao không được á thì không được thưởng. Lý do là tại sao? Lý do là tôi đi 60 đơn, nếu tôi giao được 48 đơn tức là 80% thì tôi sẽ được thưởng 10%. Đằng này tôi mới giao được 47 đơn, những đơn còn lại là đều là bơm hàng với lại hẹn không. Mà còn duy nhất cái đơn này, khách đặt địa chỉ, số nhà, tôi tưởng là nhà dân. Nhưng mà đến khi gọi ra thì khách nói làm cơ quan hành chính, mà bây giờ đã 1 giờ mấy giờ nghỉ trưa rồi, khách hẹn. Thì nếu mà khách này đặt cơ quan hành chính thì tôi đã giao được vào lúc 11 giờ rồi. Mày hoàn toàn không phải lỗi cho tôi, mà tôi không được thưởng, rất là ức chế bạn. Cả buổi sáng dầm mưa giao được 47 đơn, còn thiếu đúng một đơn nó được thưởng. Nên tôi phải làm mọi cách để giao cho được đơn này. Và hiện tại là tôi đang đứng đợi khách được 2 phút rồi. Cái cảm giác mà mình làm từ sáng đến trưa mặc áo mưa đi giao, thà là thiếu nhiều, thà là thiếu 5-6 đơn thì mình cũng tức. Cái này thiếu đúng một đơn, nhưng mà cái đơn này mình giao không được, không phải là do lỗi của mình hay là khách bơm hàng hay là gì hết. Khách vẫn lấy hàng, nhưng mà vô giờ hành chính thì vô giờ nghỉ thì khách không ở cơ quan, nên cảm giác rất là bực mình đấy không. Nên có nhiều khi có nhiều shipper người ta trở nên vạo vọ cọc cằn. Tại vì công sức của người ta đổ ra thu là những cái đồng tiền lẻ mà cố gắng đi được thưởng, nhưng mà vì một cái đơn duy nhất đó không được thưởng nên người ta trở nên quạo và người ta thái độ với khách hàng. Và có những người shipper thái độ với khách hàng là bị sa thải luôn các bạn. Nên ở cái video này tôi muốn nói về cái nội dung á, là những cái vị khách nào mà làm ở cơ quan hành chính thì nên để ghi chú là giao hàng trong giờ hành chính, hoặc ít nhất là để hẳn cái tên cơ quan của mình vô để shipper người ta sắp xếp giờ người ta chạy người ta giao, để một cái địa chỉ không rõ ràng hay là một cái số nhà. Nếu mà shipper người ta không biết đó là cơ quan hành chính á, người ta chưa đi tới cái tiếng đó thì đến cái tiếng đó là nó là trở thành cái giờ nghỉ trưa, rất là tội cho người ta nha các bạn. Từ đợi nãy giờ 3 phút cái video, nãy giờ là 3 phút rồi tôi quay ở đây rồi đó, vẫn chưa thấy khách tới. Trời thì vẫn đổ mưa lâm râm. Thôi tôi kết thúc video đây nha. Nếu mà giao được thì thôi, còn không được thì tôi sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Nhưng mà trên cái hình thấy nó bự lắm em à.
con này nhỏ xíu chị đâu có cần lấy chi, trời đã lớn tuổi rồi con mắc mờ mà lấy gì chi, cái kiến nhỏ xíu cũng như chị lấy cái kiến mình để bàn làm việc thôi, hai cái gì cho nè. Cái này là cái đồ để điện thoại nó nhỏ hả chị? Dạ, cái kiến chị mua hai cái. Rồi đợi xíu để em điện shop rồi xử lý cái. Ừ, có cái nào bự không này nhỏ xíu vậy, sao trên cái hình bự lắm, cái hình cái tấm kiến bự. Tại vì nó quảng cáo. Thì bỏ vậy. Mà cái này em thấy vẫn để được cái điện thoại mà. Không, nhưng mà cái kiến nhỏ xíu sao chị thấy được? Chủ yếu chị có. Chị cầm cái gói hàng giùm em điện shop. Này là hai cái kệ để điện thoại, có kiến soi mặt phải không? Đúng rồi, chị mua cái loại màu hồng này là có kiến. Dạ. Nhỏ xíu chị đâu lấy đây làm gì trời ơi, chị cái kiến cơ quan chị bị tỏ. Alo, em đang giao cái đơn. Mã đơn là 934 531 050 050. Anh ơi, đây làm sao ạ? Khách nói cái kiến nhỏ quá, khách không nhận gì ơi. Tại cái hình đó, cái hình quảng cáo là nó bự lắm. Dạ. Con này nhỏ tí tí. Hàng về luôn á chị. Rồi xong. Các bạn thấy em bình chưa? Thấy em bình chưa?